À, chào mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ lên cái video này ha, để gọi là chia sẻ một xíu về cái gọi là chia sẻ một xíu gọi là cái những cái trường hợp mà khi mà các bạn photo á, các bạn photo các bạn in nắng thì nó bị lỗi, gọi là mình gọi là mình gọi là một cái gọi là kỹ thuật non ha, non kinh nghiệm thôi ha. Đó, một kỹ thuật nói chung là một kỹ thuật non non thôi, mình biết gì mình nói đó thôi ha. Thì đây đây mình sẽ có một cái gọi là cái máy photo ha. Đây là cái máy photo Ricoh ha, Ricoh ha, máy photo Ricoh, không biết các bạn thấy không. Đây đây là cái máy Ricoh, máy photocopy Ricoh. Thì khi mà các bạn photo á, thì cái trường hợp cái trường hợp các bạn hay gặp nhất là các bạn photo nó bị mờ. Bạn photo nó bị mờ thì cái này nói chung là dở, lỗi nó nói chung là gì, lỗi nó cũng dở mà cũng khó, nó cũng khó là tìm muốn chết luôn đó. Thì mình xin nói như thế này ha, thì nói chung mình xài cũng nhiều, mình cũng biết sửa một xíu ha, coi như là mình nói quay mặt thợ đi ha, các bạn nói sao được ha, có nghĩa là mình quay mặt thợ, mình nói quay mặt thợ đó. Khi mà bạn photo là bạn in ấn nó bị mờ, bạn chụp nó bị mờ so với bề góc ha, so với bề góc. Thì cái thứ nhất là bạn xem thử là phô bị mờ hay là in bị mờ. Phô các bạn khi mà các bạn xài máy photo lâu á thì nó sẽ có một cái định nghĩa, đó chính là các bạn phải hiểu ha. Photo là khác mà in là khác ha. In là từ trong máy tính ra, còn photo là cái người ta sẽ đưa một bản gốc á, các bạn phô ra. Thì hai cái này nó sẽ khác nhau. Cái thứ nhất, cái trường hợp thứ nhất là phô bị mờ, in bị rõ, in đẹp rõ ha. In nó đẹp, in nó rất là đẹp, nó rất là rõ, nhưng mà photo nó bị mờ. Thì cái trường hợp này có thể là bạn xem thử trên hệ thống cái gương đây nè, các bạn sẽ thấy một cái hệ thống gương ha, ở trên này nè, nó sẽ có một cái hệ thống gương trên này, trên mặt trên này nè, trên máy photo. Đây là máy photo 2015 ha, mình đang sờ lại một cái máy photo 2015. Thì bạn xem trên hệ thống gương trên này, hệ thống trên gương trên này nó sẽ có một cái hệ thống gương. Thì bạn xem thì bạn vừa hệ thống gương và đèn nha, gương và đèn ha. Cái trường hợp này là mình đang nhắc, cái trường hợp thứ nhất là nó bị phô bị mờ, in nó không in rõ đẹp, in rõ đẹp ha, photo bị mờ. Thì bạn xem hệ thống gương đây này, thì hệ thống gương và hệ thống đèn. Thì khi mà máy photo nó sao chụp thì nó sẽ chiếu một cái ánh đèn lên cho bạn bản chính đó, rồi nó thu lại những cái ánh sáng nó thu lại, nó chiếu xuống room ha. Thì bạn vì khi mà các bạn photo mờ thì trên cái đường truyền đó, nó sẽ dính bụi ha, nó sẽ dính bụi đi thì nó sẽ gây mờ. Thì các bạn có thể là vệ sinh nó lại, vệ sinh nó các bạn lấy cái dĩ lau sạch ha, hoặc là các bạn lấy bông tăm á, các bạn lấy bông 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 các bạn lau lại, lau sạch lại thì nó sẽ các bạn lau sạch lại. Cái thứ hai nữa, nó bị kính nè, một cái đường kính nè, một cái đường kính nó chiếu room ở trên một cái room á, nó có một cái thanh kính kính trên cụm room nè, ở trên cụm room này các bạn thấy ở trên cụm room này nó có một cái kính, ở cái bộ kính ha, các bạn lau cái kính nó sạch đi thì nó sẽ phô rõ là đẹp không. Cái trường hợp thứ nhất là nó bị bám bụi, bám bụi. Cái hai nữa là nó bám mực ở dưới cụm râm, nó bám mực ở dưới cụm râm, nó bám mực ha, thì nó sẽ xanh ra bị mờ, photo bị mờ, in nó vẫn rõ đẹp không. Khi mà các bạn in in nó vẫn đen á, thì có thể là kính ở dưới này nè, kính dưới này nó bị đen nè, thì bạn lau đi là nó sạch, nó đẹp ha. Còn cái trường hợp thứ hai là các bạn phô mờ, in vẫn mờ luôn, in mờ photo, tất cả đều mờ hết. Thì cái thứ nhất là nó xanh trong một cái trường hợp, một trường hợp đó chính là từ thiếu từ. Trường hợp thứ nhất là nó trường hợp xảy ra nhiều nhất là chính là thiếu từ, thiếu từ ha, thiếu từ có nghĩa là trong cụm từ nó có một cái những hạt từ nhỏ nhỏ đó, để mà nó ấy ra thì nó sẽ thiếu từ, thì bạn phải chăm từ thêm. Cái máy này mình chạy dù chạy các bạn chạy số lượng nhiều thì từ nó sẽ rơi ra, thường thường là thợ nó sẽ làm bít kín lại, bít kín lại, mà khi mà các bạn xài lâu đó thì những cái mút đó, hay là những cái ấy đó nó bị hở ra, nó sẽ rớt từ ra ha. Thì các bạn sử dụng máy các bạn thấy nó rớt đi xuống, đôi khi không phải là mực mà đó là từ, thì nó từ trong một từ đó, nó một từ nó khoảng 1 kg là chạy rất ok hơn, 900 mấy 1 kg thì rất ok. Thì bạn nó sẽ thiếu từ, các bạn đổ từ vô, các bạn mua thêm từ từ bên ngoài các bạn đổ vô là nó sẽ đạp lại ha. Cái thứ hai nữa là do là rum, cái rum này
đây 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 là rum. Thì nói chung là rum là rất là hiếm ha, tại vì rum theo càng chạy khoảng mấy trăm ngàn bản á, mấy trăm ngàn bản ha, mấy trăm ngàn bản nó mới mờ. Đây 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 là thanh rum, đây mình sẽ thấy là đó, đây là thanh rum nè, thanh rum nó có màu xanh xanh ha. Thì các bạn lưu ý ha, cái trường hợp rum á, cái trường hợp rum nó bị mờ, rum nó chạy quế số bản á, thì nó bị mờ đây, rum nó chạy quế số bản nó bị mờ á, thì trường hợp này rất là hiếm. Khi mà các bạn chạy rất là lâu rồi, rất rất là lâu rồi, trong khoảng 1 năm, thường thường mình chạy cái máy này chạy nó cũng chạy ít thôi ha, nhưng mà xài trong khoảng 1 năm là mình phải thay rum, tại vì rum nó bị mờ, đôi khi ra rum. Còn cái thứ ba nữa là có thể là do beo nữa, còn cái thứ tư nữa là do mực, mực nó không không tốt ha, mực nó không tốt thì nó sẽ gây, nó cũng gây gây mờ nữa ha. Thì đó, tổng hợp những cái nguyên nhân mà gây mờ cho máy photo của Ricoh ha. Thì đây là mình đang nói cho máy Ricoh, máy Toshiba đang tựa tựa vậy thôi ha. Thì kết cấu nó có bọn giống nhau thôi, nó tựa tựa giống nhau thôi, nó cũng sử dụng rum từ beo sấy rồi ha, tất cả nó sử dụng tựa tựa nhau hết. Thì khi mà nó bị mờ, khi mà máy photo bị mờ thì bạn phải xác định thử là bị phô bị mờ hay là in bị mờ hay là photo hay là in bị mờ hết luôn, thì bạn phải xem những cái đó. Là cái thứ nhất là phô bị mờ thì có thể do hệ thống gương nè, cái thứ hai nữa là phô mờ in mờ luôn, là các bạn phải xem lại. Thứ nhất là cụm từ, thứ hai là cụm từ, thứ hai là rum, thứ ba là beo ha, những cái thứ tư là mực mực ha, mực đó, rum, cụm cụm từ, beo, mực, thì những thứ đó nó sẽ giúp cho bạn in rất là rõ, rất đẹp ha. Rồi đây là những cái gọi là những cái chia sẻ về cái khi mà bạn xài máy photo ha. Thì mình mà các bạn xài máy photo nhiều thì nó sẽ là biết được những cái này ha. Thì đôi khi thợ nó sẽ không nói ha, đôi khi thợ nó sẽ không nói, nhưng mà hiện nay bây giờ là chắc chắn là tại vì nói thì các bạn cũng không hiểu, mà các bạn nếu mà các bạn hiểu, các bạn lấy ra nó cũng hư hư đồ ha, hư đồ hư đạt thì nó sẽ rất là khó. Thì bạn ví dụ bạn các bạn thì các bạn có thể thử đi ha, ví dụ các bạn mà làm photo lâu rồi các bạn có thể thử, tại vì khi mà các bạn làm được á, thì bạn sẽ tiết kiệm tiền rất là nhiều ha. Rồi cảm ơn các bạn ha, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha.